Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bài tập yoga mềm dẻo cơ khớp. Các động tác trong bài tập này sẽ giúp các bạn làm mềm dẻo toàn bộ vùng cột sống, các khớp tay, khớp vai và toàn bộ các khối cơ trên cơ thể của bạn. Bạn có thể thực hiện bất kỳ thời điểm nào ở trong ngày. Tập luyện bài tập này vào buổi sáng sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn khi cơ thể chúng ta được giãn mềm và khí huyết được lưu thông tốt hơn. Còn vào cuối ngày thì bài tập này sẽ giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng, sẽ rất tốt cho những ai làm văn phòng, phải ngồi nhiều và cơ thể bị đau mỏi. Chúng ta cùng trải thảm ra và bắt đầu bài tập ngày hôm nay nhé. Hai tay bạn đặt trên đầu gối, xoay vai ra sau, nâng cao toàn bộ vùng xương ức, hít sâu vào, vươn căng cuống họng. Chậm chậm, hóp bụng lại, cuộn lưng ra sau, thở hết ra, cầm thu về hõm cổ. Tiếp tục bạn xoay vai ra sau, khép sát khử tay, hít sâu vào, nâng cao toàn bộ vùng cột sống hướng về phía trước. Thở ra, bạn cong lưng ra sau, hóp sâu bụng lại, thở hết nào. Một lần cuối, xoay vai, hít vào, dùng lực của bàn tay kéo thân người mình về phía trước nhiều hơn, mở vai, mở ngực, giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, cảm nhận cuộc sống của mình đang mở rộng. 2, 1, rồi hít vào. Bạn cuộn lưng ra sau, thở hết ra. Cảm nhận hai vai của mình đang tách ra sau. 4, siết nhẹ cơ bụng. 3, hít thở đều. 2, 1, hai tay ra ngang. Hít vào, rút bụng, nâng lồng ngực của mình lên. Nghiêng người sang bên phải, trùng nhẹ khuỷu tay xuống, tay trái áp ngang tai, kéo giãn toàn bộ cơ liên sườn bên trái. Nâng người về giữa, hít vào. Chậm chậm đổi bên, hạ khuỷu tay trái, thở ra. Ta kéo giãn toàn bộ cơ liên sườn bên phải. Hít vào. Nâng người lên, chậm chậm thở ra, đổi bên. Tiếp tục hít sâu, chậm chậm thở ra. Một lần cuối, hít vào, rút bụng, nâng cao vùng cột sống. Nghiêng người sang bên phải nào, nhấn mông trái của mình xuống. Thả lỏng toàn bộ cơ liên sườn bên trái, giữ ở đây và hít thở đều. 5, 4, mỗi lần thở chúng ta lại hạ khuỷu tay xuống một chút. 3, kéo giãn toàn bộ vùng lườn bên trái. 2, 1, rồi chúng ta siết bụng, nâng người lên, hít sâu. Chậm chậm nghiêng người sang trái, tay phải áp mang tai. Ta cố gắng thẳng tay phía trên để kéo giãn được từ vùng hông lên các ngón tay nhé. 5, mỗi lần thở chúng ta lại hạ khuỷu xuống một chút. 4, nhấn mông phải xuống. 3, cảm nhận sự căng giãn ở liên sườn bên phải. 2, 1, chậm chậm bạn nâng người lên. Hít vào, rút bụng nâng cao toàn bộ lồng ngực. Vặn người sang phải. Thở ra, tay trái đặt vào gối, tay phải chống phía sau, nâng cao toàn bộ vùng lưng của mình. Tiếp tục, hai tay ra ngang, hít sâu. Đổi bên ra sau, sang trái, thở ra. Về giữa, hít vào. Xoay phải, thở ra. Tiếp tục hít vào, vặn trái, thở ra. Một lần cuối, hít vào, rút bụng nâng cao toàn bộ lồng ngực của mình lên. Vặn người sang phải, thở hết ra. Vòng tay phải ra sau lưng, ta hơi đổ người về trước một chút này để nắm lấy cái đùi. Sau đó chúng ta đẩy thẳng lưng lên và mắt nhìn ra sau. Giữ ở đây và hít thở đều.
tay trái chúng ta kéo người mình sang hơn một chút nữa. 4, 3, cố gắng vặn sau nữa nào. 2, 1, chậm chậm đưa người về giữa. Hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực của mình lên. Vặn người sang bên trái, thở hết ra. Rồi chúng ta đi tay ra sau, nắm lấy đùi phải. Sau đó thẳng lưng lên và mắt nhìn ra sau. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, 4, 3, thả lỏng toàn bộ vùng lườn. 2, 1, chậm chậm vươn hai tay lên cao. Hít vào, hai tay chống phía sau, thở ra. Ta hướng ngón tay cái về phía mông và bốn ngón tay bên ngoài. Ta xoay vai, nâng lồng ngực, hít vào, đẩy hông lên, vươn căng lồng ngực, kéo cằm về phía cổ một chút, mở vai nào, hạ mông xuống, thở ra, vươn hai tay lên qua đầu, hít sâu, gập người về phía đầu gối trái, ta vặn người một chút, mông phải nhấn xuống và hạ hai cổ tay của mình, kéo giãn toàn bộ vùng lườn bên phải. Tiếp tục siết bụng, vươn hai tay lên cao, hít vào, hai tay chống sau, thở ra, xoay vai ra sau, nâng cao toàn bộ lồng ngực, hít vào, siết bụng, siết mông, đẩy ngực về phía trước, chậm chậm hạ mông xuống, thở hết ra, tay vươn lên cao, hít vào, rút bụng, mở căng lồng ngực, gập người về phía đầu gối phải, mông trái của mình nhấn xuống, thở hết ra, cố gắng cảm nhận sự căng giãn ở liên sườn bên trái. Một lần nữa nào, vươn hai tay lên qua đầu, hít sâu, hai tay chống phía sau, thở ra, đặt xoay vai, nâng cao toàn bộ lồng ngực này, hít vào, siết bụng, siết mông, đẩy mông lên, giữ ở đây và hít thở đều. 5, 4, cố gắng đẩy mông lên hơn nữa. 3, rất tốt ạ. 2, 1, rồi chậm chậm bạn hạ mông của mình xuống. Đan hai tay phía sau lưng, xoay vai, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực lên. Rồi siết bụng, gập người về phía trước, chán xuống thảm, thở ra. Nếu ai chưa chán được xuống thảm thì chúng ta có thể là hạ khử tay xuống phía trước, giữ và hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Chúng ta siết bụng, nâng người của mình lên, vươn hai tay lên qua đầu, hít vào, hai tay đặt vai, thở ra, khử tay chạm nhau, hít vào, vươn căng lồng ngực, ngửa cổ lên một chút, thở ra, hạ vai xuống. 4, 3, cố gắng khép sát phần khử tay. 2 và 1, ta xoay ngược lại. 5, 4, 3, 2 và 1. Mời cả lớp chúng ta duỗi thẳng hai chân và thả lỏng vùng kheo chân của mình. Nâng đầu gối lên xuống. Rồi mời bạn mở hai chân bằng thảm. Sau đó chúng ta nhấc hai mông của mình ra để giãn toàn bộ vùng kheo phía dưới nhé. Dựng mũi chân của mình lên, vươn hai tay lên qua đầu, hít sâu vào, nâng cao toàn bộ vùng cột sống, gập người về phía chân trái, hai tay nắm bàn chân, thở ra, cố gắng là không cong lưng như này ạ. Chúng ta cố gắng là duỗi thẳng cột sống lưng và hạ dần khử tay của mình xuống sao cho bụng ngực của mình gần đùi nhất có thể. Tiếp tục siết bụng, vươn hai tay, hít vào, nâng cao cột sống của mình lên, gập người về phía chân phải, thở ra, cố gắng duỗi lưng, vươn ngực, thả lỏng toàn bộ vùng đầu cổ. Tiếp tục tay lên qua đầu,
Hít vào. Vặn người ra sau sang trái này. Hạ hai tay thẳng hàng với vai. Sau đó thở ra và từ từ hạ trán của mình xuống, sao cho mông của mình không nhấc như lên nhé. Nâng người lên, tay vươn lên, hít vào, dựng mũi chân, vặn người ra sau sang phải. Đưa người về giữa, hít vào, nâng cao toàn bộ cột sống, dựng mũi chân, gập người về phía chân trái, vươn dài cột sống, thở hết ra. Tiếp tục nâng người lên, hít vào, đổi bên, thở ra. Siết bụng về giữa, hít vào, vặn người ra sau, trán xuống ạ. Thở ra, chúng ta làm theo cơ thể của mình nhé. Mời cả lớp chúng ta về tư thế em bé, trán xuống thảm và duỗi thẳng hai tay, ngửa lòng bàn tay xuôi theo thân, điều hòa hơi thở của mình, cân bằng dòng năng lượng, cảm nhận cơ thể mình đang ấm nóng dần lên. Hít thở đều. Rồi bây giờ mời cả lớp chúng ta duỗi thẳng hai tay về phía trước. Sau đó chúng ta chống mũi chân phía sau và đẩy đỉnh hông lên cao về tư thế V ngược. Nếu ai bị căng kheo chân thì chúng ta có thể trùng gối và đẩy mông lên cao sao cho bụng ngực gần sát vào đùi ạ. Hạ vai xuống một chút. Nếu ai tốt chúng ta có thể hạ cái gót chân của mình xuống thảm. Giữ ở đây và hít thở đều. 3 2 1. Rồi chúng ta bước chân trái lên cạnh bàn tay trái phía trong. Rồi, sau đó chậm chậm hạ gót chân sau xuống sao cho hai gót chân trên một đường thẳng. Vươn hai tay lên qua đầu. Hít vào, rút cơ bụng, nâng cao toàn bộ lồng ngực của mình lên. Kéo tay qua tai. Hít thở đều ạ. Điều hòa hơi thở ở đây. 4. Siết chặt vùng cơ bụng nào. Vững chắc như một chiến binh. 3, 2 và 1. Rồi từ từ hạ hai tay của mình xuống. Sau đó hạ đầu gối chân sau, hạ hông xuống. Hít vào, vươn cao tay trái lên. Mắt nhìn theo tay. Cố gắng là không rụt vai phải và xốc vai phải lên. Giữ ở đây. 3, 2, 1. Co gối chân sau. Tay nắm lấy chân. Sau đó hạ hông xuống một chút. Xoay vai mở ngực, mắt nhìn ra phía sau. Giữ ở đây ạ. 4, 3, hít thở đều. 2, 1. Rồi từ từ chúng ta hạ khửu tay của mình về phía trước sao cho đầu gối trái vẫn vuông góc với lại gót chân trái nhé. Ta chống mũi chân sau và nâng gối lên. Rồi giữ ở đây. 5. Sẽ làm giãn cơ đùi ở phía trước và giãn cái cơ háng dọc của mình. 3, 2, 1. Chậm chậm bạn hạ chân xuống. Chống hai tay. Hai tay về sau, tư thế tấm ván. Vai, mông, lưng thẳng hàng. Hóp bụng và cuộn xương cụt. Mắt nhìn về phía đầu thảm. Hít thở đều ạ. Gồng chắc cơ bụng lên. 4, cố lên nào. 3, 2, 1. Hạ gối xuống. Đẩy vai về phía trước. Hạ ngực. Thở ra. Giữ đây. 4, 3, 2, 1. Phương mũi chân. Chườn người về phía trước. Xoay vai ra sau. Hít sâu vào. Nâng cao toàn bộ lồng ngực của mình lên. Nếu như ai bị đau lưng thì chúng ta có thể là hơi nâng xương hông lên một chút. Và cổ tay gần thẳng hàng với vai ạ. Mở rộng lồng ngực và vươn cằm của mình lên một chút. 4, 3, hít thở đều. 2, siết nhẹ cơ bụng ạ. Và 1, thôi chậm chậm, bạn đẩy đỉnh hông lên cao về tư thế V ngược.
giữ ở đây, hạ sâu vai xuống ạ. 4 3 đẩy đỉnh hông lên nữa nào. 2 1 rồi chúng ta đá chân trái lên cao, hít vào. Gập chân sang trái, mắt nhìn qua vai trái phía trên, thở ra. Giữ ở đây và hít thở đều. 4 3 2 1 rồi chậm chậm bạn hạ chân xuống bên phải luôn. Rồi đẩy mông lên cao, hít vào, uốn cong lưng, giữ ở đây và hít thở đều. 4, ai tốt chúng ta có thể hạ tay xuống thảm nhé. 3, 2, 1, chậm chậm bạn hạ tay về, chân về. Tiếp tục đá chân trái lên, hít vào, thở ra đầu gối chạm xử tay trái, gồng cơ bụng nhiều nào. 3, 2, 1. Rồi bạn hạ chân xuống, chúng ta đổi bên nhé. Bước chân phải lên phía trong của bàn tay phải, cạnh ngón tay cái. Hạ gót chân trái xuống sao cho hai gót chân trên một đường thẳng. Chúng ta nâng người của mình lên, xoay hông về phía trước, vươn hai tay lên qua đầu, hít sâu vào, nâng cao toàn bộ vùng cột sống của mình, vững chắc như một chiến binh. 5, gối trước vuông góc với gót chân ạ. 4, hít thở đều. 3, 2, 1, rồi chậm chậm, bạn hạ hai tay của mình xuống. Rồi, bạn hạ hông và hạ gối chân sau, xuôi mũi chân, sao cho gót chân vẫn thể thẳng hàng với lại đầu gối nhé. Sau đó, vươn cao tay phải lên, mắt nhìn theo tay, giữ ở đây. 5, cố gắng xốc vai trái lên, không rụt ạ. 4, 3, hạ hông xuống nữa. 2, 1, chậm chậm, gập gối chân sau. Nếu ai không tay không nắm được chân thì bạn có thể nhấc hông lên một tí. Sau rồi, ta nắm lấy chân này và chậm chậm hạ hông xuống. Xoay vai mở ngực, mắt nhìn ra sau. Giữ hít thở đều. 4, 3, mở ngực mắt nhìn sau nữa nào. 2, đá chân xa mông. Và 1, rồi chậm chậm hạ tay xuống. Hai chân về sau, tư thế plank, tầm ván cao, vai mông lưng thẳng hàng, cuộn xương cụt, siết chặt vùng cơ bụng, giữ ở đây và thở đều. 4, 3, xốc vai lên ạ. 2, 1, bạn hạ gối, đẩy vai về phía trước, hạ ngực cầm xuống, thở hết ra, giữ ở đây. 4, khép sát cửu tay. 3, 2, 1, xuôi mũi chân, trườn người về phía trước, xoay vai ra sau, hít sâu vào, nâng cao toàn bộ thân người của mình lên, tư thế rắn hổ mang, giữ ở đây. 5, siết chặt cơ bụng. 4, thả lỏng vùng lưng mình. 3, cố gắng vươn ngực về phía trước nữa để mở rộng vùng lưng trên. 2, và 1, rồi chậm chậm bạn đẩy mông ra sau, chống mũi chân về tư thế V ngược, rút cơ bụng của mình lại, giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, 1, đá chân phải lên qua đầu, hít vào, gập chân sang trái, thở ra, mắt nhìn qua vai, giữ ở đây và thở đều ạ. 5, 4, 3, siết chặt cơ bụng. 2, mắt nhìn mũi chân nữa nào. 1, thôi chậm chậm bạn hạ chân về phía bên trái. Rồi đẩy mông lên cao, hít vào, uốn cong lưng, thở ra, giữ. 4, 3, quáng đẩy hông lên, ngực mở nào. 2, 1, thôi chậm chậm bạn hạ tay về. Tiếp tục nâng cao chân phải lên, hít vào, thở ra, co gối chạm về phía khuỷu tay trái, xin lỗi tay phải. 4, gồng chắc cơ bụng. 3, 2, 1, rồi mời các bạn trở về tư thế em bé. Chúng ta gập tay của mình lại, xoay cổ tay một chút, thư giãn phần cổ tay, thả lỏng vùng lưng, thả lỏng vùng bụng, hít thở đều và điều hòa hơi thở của mình một chút nhé. Sau đó chúng ta sẽ nằm ngửa
Mời các bạn quỳ trên đầu gối. Sau đó chúng ta duỗi thẳng chân trái sang bên trái, sao cho đầu gối phải thẳng hàng với hông và gót chân trái thẳng hàng với đầu gối phải, hướng mũi chân về phía trước. Nếu như mà ai đau lưng hoặc là với những người mới tập thì chúng ta có thể chống mũi chân sau lên. Còn nếu như ai tập lâu rồi thì chúng ta có thể xuôi mũi chân xuống. Hai tay ra ngang, hít vào, rút bụng, nâng cao toàn bộ lồng ngực. Chậm chậm bạn nghiêng người sang trái, thở ra, kéo giãn toàn bộ lườn phải của mình, cố gắng là đẩy hông về phía trước nhé. Tiếp tục, về giữa, hít vào, thở ra, hạ bàn tay phải xuống, xa chân, sao cho vai thẳng hàng với lại cổ tay, đẩy hông về phía trước và kéo giãn toàn bộ cơ lên sườn bên trái. Nâng người của mình lên, hít vào, tay phải chống phía sau gót chân, đẩy mông về phía trước, nâng cao lồng ngực, uốn cong lưng. Chậm chậm bạn trở về, hít vào, nâng vùng cột sống của mình lên. Hạ bàn tay phải xuống gần bàn chân trái, thở ra và tay trái lên cao, mắt nhìn theo tay. Rồi, bạn siết bụng nâng người của mình lên. Hít vào, hai tay ra ngang. Nghiêng người sang bên trái, tay phải áp mang tay. Giữ ở đây và hít thở đều, cố gắng xoay hông về phía trước nhé. 5, chúng ta nghiêng trên một mặt phẳng nghiêng. 4, siết chặt cơ bụng. 3, hít thở đều, nghiêng nữa nào. 2, 1, chậm chậm bạn về giữa. Hít vào, nâng cao toàn bộ vùng cột sống của mình lên. Nghiêng người sang bên phải, hạ tay xuống, đẩy mông về phía trước. Tay trái áp mang tay, kéo giãn toàn bộ từ lườn lên các ngón tay luôn. Giữ, hít thở đều. 4, 3, siết nhẹ cơ bụng nào. 2, cảm nhận sự căng giãn. Và 1, chậm chậm nâng người lên. Hít vào, tay phải sau gót chân, đẩy mông về phía trước, uốn cong lưng. Thở ra, hạ lòng cổ, giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, 1, chậm chậm bạn về giữa. Hít vào, hạ tay phải xuống cạnh bàn chân trái này. Hạ vai về phía trước một chút, sau đó chúng ta đẩy mông lên cao, thả lỏng hai vai của mình, giữ và hít thở đều. 4, 3, thẳng chân trái. 2, 1, rồi chậm chậm nâng người của mình lên. Hít vào, hai tay xuống, thở ra. Mời các bạn đổ chân, quỳ trên gối chân trái và duỗi thẳng chân phải sang phải, hướng mũi chân về phía trước. Gót chân thẳng hàng với đầu gối nhé. Hít vào, nâng lồng ngực của mình lên. Hạ tay phải xuống đùi phải, đẩy mông về phía trước và chúng ta nghiêng lườn, thả lỏng toàn bộ vùng cơ liên sườn bên trái của mình. Nâng người lên, hít sâu. Bạn hạ tay trái xuống, thẳng hàng với đầu gối, cổ tay thẳng hàng vai. Thở ra, nghiêng lườn sang bên trái, kéo giãn toàn bộ vùng lườn bên phải. Siết bụng, nâng lồng ngực lên, hít vào, mở rộng hai tay, tay trái nắm phía sau gót chân, uốn cong lưng và thở hết ra. Siết bụng về giữa, hít vào, hạ bàn tay trái gần về phía chân phải, sau đó hạ vai xuống, đẩy đỉnh hông lên cao, thả lỏng toàn bộ vai trái của mình. Mời bạn siết bụng nâng người lên. Một lần nữa nào. Hít vào, nghiêng người sang bên phải, thở ra, đẩy hông dưới về phía trước. Hít sâu về giữa, nâng lồng ngực của mình lên. Chậm chậm hạ tay trái xuống, thở hết ra, kéo giãn toàn bộ lườn bên phải.
siết bụng, nâng người lên, hít vào, uốn cong lưng, thở hết ra, mắt nhìn theo tay, chậm chậm về, hít vào, hạ tay trái cạnh chân phải, hạ vai về phía trước một chút nhé, thở ra và chúng ta đẩy đỉnh hông lên, thả lỏng toàn bộ vùng vai phải phía trên nữa nào, một lần cuối, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực, hạ tay phải xuống, nghiêng người sang chân, thở ra, đã kéo giãn toàn bộ vùng lườn bên trái, giữ ở đây và hít thở đều, 4, 3, cố gắng cân bằng hông này, 2, thở mềm lườn nữa ra nào, 1, chậm chậm bạn nâng người lên, hít sâu, nghiêng người sang bên trái, hạ tay thẳng hàng với gối, đẩy mông về phía trước, kéo giãn toàn bộ lườn phải của mình, thở hết nào, giữ và thở đều, 4, 3, xòe 5 ngón tay ra để máu lưu thông, 2, 1, bạn siết bụng nâng người lên, hít vào, tay trái nắm gót chân, uốn cong lưng, thở ra, giữ ở đây, 5, 4, 3, mở căng ngực nào, 2, 1, chậm chậm bạn siết bụng về giữa, nâng người lên, hít vào, rút bụng nâng cao toàn bộ lồng ngực, vặn người sang bên phải, hạ vai của mình xuống nhé, đẩy mông lên cao nữa nào, rồi thả lỏng vùng tay phía trên, giữ ở đây và hít thở đều, 4, 3, 2, 1, chậm chậm bạn nâng người lên, hít sâu, hai tay xuống, thở ra, mời bạn nằm ngửa. Co hai chân của mình lên, hai tay chạm vào phía dưới gót chân, đang cố gắng khép cái phần vai của mình lại, hít vào, nâng mông lên, đẩy đùi lên, mở rộng ngực, cố gắng đẩy ngực lên nữa, thở ra chậm chậm hạ mông xuống, lần thứ hai, hít vào, mông lên cao, ngực lên cao, siết cái mông đùi của mình lại, thở ra chậm chậm hạ mông, một lần nữa nào, hít vào, lên cao, giữ ở đây và hít thở đều, chúng ta cố gắng lách hai vai gần nhau hơn một chút, 5, đẩy ngực lên nhiều, 4, siết chặt mông đùi và bụng, 3, 2, 1, thôi từ từ bạn hạ lưng xuống và giãn hai vai của mình sang hai bên. Duỗi thẳng chân bên trái, co chân phải lên, hai tay nắm lấy phía trên của đầu gối, hít vào, phình căng bụng, thở ra, hóp sâu bụng lại, nâng đầu của mình lên, nâng chân trái lên một chút, 30 độ, giữ ở đây, cố gắng kéo sát đầu gối chạm ngực của mình nhé, 5, hít thở đều, 4, 3, cố lên ạ, 2, và 1, rồi chậm chậm bạn đổi bên, co gối chân trái, hai tay nắm phía trên đầu gối, hít sâu vào phình căng bụng, thở ra, hóp sâu bụng lại, cầm chạm gối và nâng chân phải lên 30 độ, giữ ở đây, thở đều, 6, siết bụng nhiều hơn nào, 5, 4, 3, duỗi thẳng chân hơn, 2, 1, chậm chậm hạ chân xuống, mời bạn giang hai tay sang hai bên, co hai chân của mình lại, hít sâu vào, thở ra, hạ hai đầu gối sang phải và mắt nhìn sang trái, thả lỏng toàn bộ vùng lườn của mình, về giữa, hít vào, chậm chậm đổi bên nào, thở ra, tiếp tục hít vào, thở ra, kéo
giãn toàn bộ vùng lườn của mình. Hít vào về giữa nào. Thở ra, vặn người sang bên trái. Một lần cuối, hít vào, nâng hai chân lên. Thở ra, vặn chân sang phải, rồi đặt tay lên phía trên này. Ra thả lỏng toàn bộ vai trái xuống, giữ ở đây. 3, 2, 1, chậm chậm đổi bên. Hít vào, nâng chân. Thở ra, hạ chân sang trái và mắt nhìn sang phải. Giữ ở đây và hít thở đều. 4. Cố gắng thả lỏng toàn bộ vùng lườn của mình. 3, 2, 1. Rồi chậm chậm bạn nâng người lên. Hai tay ôm đầu gối, bật chân lên. Và cố gắng lăn lưng của mình lên xuống để massage được toàn bộ vùng lưng nhé. Cảm nhận từng đốt sống của mình lăn trên thảm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ trở về vị trí tư thế ngồi thoải mái nhất. Vậy là chúng ta đã kết thúc bài tập yoga làm mềm dẻo cơ khớp. Và hy vọng là các bạn sẽ thích bài tập này. Hãy chia sẻ với Huyền cảm nhận của mọi người về bài tập này dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã tin yêu và đồng hành cùng với Huyền Nguyễn. Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào bài tập ngày mai.